Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị. Hiện tại thì Thanh Phú đang ở một cái hội trường của huyện Hội An, tỉnh Bình Định. Thì hôm nay sẽ diễn ra chính thức ngày khai mạc triển lãm sinh vật cảnh của huyện Hội An, tỉnh Bình Định. Không khí cũng rất là vui. Thì hôm nay chính thức là khai mạc. Lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029 xin phép được bắt đầu. Cảm ơn các anh nghệ đã đến khi vô cùng của gia đạo chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Để chuẩn bị mình để chúng tôi xin mời các vị đại biểu đại hội chúng ta cũng cùng nhau kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí về dự đạo, căn cứ nghị định số 45 năm 2010 NDCP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, nghị định số 33 2012 NDCP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 45 thực hiện điều lệ Hội Sinh Cảnh Việt Nam, kế hoạch hướng dẫn của Hội Sinh Cảnh tỉnh Bình Định về việc tổ chức đại hội sinh vật cảnh các cấp, căn cứ quyết định số 1567 QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc cho phép thành lập Hội Sinh Cảnh huyện Hội An, và quyết định số 1549 QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hội An về việc công nhận ban vận động thành lập Hội Sinh Cảnh huyện Hội An, và văn bản số 394 của Ủy ban nhân dân huyện ngày 22 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức triển lãm và đại hội sinh vật cảnh huyện Hội An. Thời gian qua, ban vận động thành lập hội sinh vật cảnh huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức cá nhân vận động phát triển hội viên và hoàn thành hồ sơ thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập hội sinh vật cảnh huyện Hội An. Hôm nay được sự đồng ý thống nhất của thường trực ủy ủy và thường trực ủy ban nhân dân huyện, ban vận động thành lập hội sinh vật cảnh huyện Hội An tổ chức đại hội hội sinh vật cảnh huyện Hội An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029, đó là lý do của đại hội hôm nay.
về dự và chỉ đạo đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu ở tỉnh kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Quý, nguyên quyền bí thư tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Sinh viên Cảnh tỉnh Bình Định. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Ngọc Thanh, ủy viên ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam, chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Định và các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh hội cũng về dự và chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Bình Tuyết, phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Định. Về ủy viên, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hà, phó bí thư thường trực ủy ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, phó bí thư ủy ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Lê Sĩ Thiện, ủy viên ban thường vụ ủy ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, ủy viên ban thường vụ ủy ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Trần Văn Thư, ủy viên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc quận huyện. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể quận huyện cũng về tham dự đại hội của chúng ta hôm nay. Về đơn vị bạn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Ngọc Kỳ, giám đốc đại gia Kim Sơn, cũng về dự và gỡ lên hoa mừng đại hội. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu đại diện cho các hội xuất cảnh các huyện, thị xã, thành phố của trung tỉnh cũng về dự hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí phóng viên, biên tập viên đài truyền thanh huyện về dự và đưa tin cho đại hội. Đặc biệt là đại hội chính nhiên đang chào mừng 54 đại biểu chính thức về dự đại hội bầu từ cơ sở hội đại diện cho 300 hội viên trong toàn huyện về dự và có những ý kiến đóng góp quyết định cho sự thành công của đại hội. Kính thưa đại hội, để tiến hành công việc và ghi biên bản đại hội chúng ta sẽ bầu đồng chủ tịch và thư ký đại hội. Vì vậy là ban vận động đã dự kiến số lượng của đoàn chủ tịch là 5 người và thư ký là 2 người. Cũng xin ý kiến đại hội, nếu mà đại hội nhất trí số lượng của đoàn chủ tịch và thư ký đại hội thì đại hội xin quyết hình thức như này. Nếu đại hội nhất trí số lượng của năm đoàn chủ tịch 5 người và 2 vị thư ký đại hội xin hình thức quyết như này. Như vậy là kinh tế trong năm để mà cho các cộng đồng xin ra tìm kiếm đồng chủ tịch. Một, ông Lê Hồng Kim, nguyên ủy viên, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường, trưởng ban vận động thành lập hội sinh viên huyện. Hai, ông Trần Quốc Thanh, ủy viên ban chấp hành hội sinh viên tỉnh, phó ban vận động. Ba, ông Nguyễn Hữu Anh, phó ban vận động. Bốn, ông Trần Quốc Tấn, phó ban vận động. Và xin mời ông Võ Duy Tiến, ủy viên trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn
là đó là năm về kiến an ninh trật tự lần thôi biết là hội gồm ông Lê Quốc Thắng, hội viên trên lãnh thị trấn Tân Hổ, hai là ông Dương Năm, cái hiệu trưởng cái hội xã Bình Tân. Nếu mà đại hội nhất trí thì cho tổ chức đi rất là dễ dàng. Bây giờ là đại hội chúng ta nhất trí cho bằng năm. Sau đây kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội và thư ký đại hội lên làm việc. Xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Chi công bố quyết định của ban dân tỉnh Bình Định về việc cho phép thành lập hội sinh cảnh hòa đồng. Xin kính mời ông. Thưa tất cả các chị đại biểu, thưa đại hội, thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin công bố quyết định của ủy ban nhân tỉnh về việc cho phép thành lập hội sinh cảnh quận Hòa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, ủy ban nhân tỉnh Bình Định số 1567 QĐ UBND Bình Định ngày 6/5/2024 quyết định về việc cho phép thành lập hội sinh cảnh quận Hòa. Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, căn cứ nghị định số 45 ngày 21/4/2010 của chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, nghị định số 33 ngày 13/4/2012 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45, theo đề nghị của ủy ban nhân dân huyện Hội An tại tờ trình số 57 ngày 3/5/2024 và đề nghị của giám đốc sở nội vụ tại tờ trình số 307 ngày 4/5/2024 quyết định điều 1 cho phép thành lập hội sinh hoạt cảnh huyện Hội An. Điều 2, hội sinh hoạt cảnh huyện Hội An là tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức hoạt động theo điều lệ được chủ tịch ủy ban nhân tỉnh phê duyệt tuân thủ theo quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân huyện Hội An và các cơ quan liên quan về lĩnh vực hoạt động của hội. Hội sinh hoạt cảnh huyện Hội An có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, bảo đảm tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Điều 3, tránh chức bằng ủy ban nhân tỉnh, giám đốc sở nội vụ, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hội An, thủ trưởng các cơ quan liên quan, trưởng ban hoạt động thành lập hội sinh hoạt cảnh huyện Hội An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Kính thưa chủ tịch, phó chủ tịch Nguyễn Tuấn Thành, xin cảm ơn các vị. Sau đây xin kính mời ông Trọng Kim Anh thay mặt bộ chủ tịch thông qua chương trình của đại hội. Xin mời. Kính thưa đại hội, kính thưa tôi xin tóm tắt cái quá trình chuẩn bị cho đại hội, kết quả bầu đoàn đại biểu dự đại hội huyện Hội An thứ nhất, căn cứ điều lệ sinh cảnh Việt Nam và hướng dẫn tổ chức đại hội của hội sinh cảnh tỉnh Bình Định ngày 12/4/2024. Tôi xin tóm tắt cái quá trình chuẩn bị đại hội. Thứ nhất là trọng cờ, thứ hai là tuyên bố lý do của chương trình đại biểu, thứ ba là bầu đoàn đại biểu, bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội, bốn là công bố quyết định thành lập ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập hội sinh cảnh quận Hòa An, năm là chính quyết định đại hội, sáu thông qua chương trình đại hội, bảy
là báo cáo kết quả của các đại biểu kỳ đầu 8 tháng 3 dự thảo điều lệ trước các quyền của quỹ ban 9 tháng 3 dự thảo phương hướng của tổng bộ. Mười là phát biểu chào mừng của các đại biểu đảng. 11 là phát biểu của lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 12 thông qua đề án nhân sự đại hội tiếp ban và ban kiểm tra huyện lần thứ nhất. 13 hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất. 14 báo cáo kết quả quý một lần thứ nhất. 15 ban chấp hành mới ra mắt ngày 1. 16 thông qua nghị quyết đại hội. 17 chỉ có cái mặt và chủ tịch. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Kim lên phát biểu khai mạc để kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, sinh vật cảnh là một hoạt động văn hóa mang nhiều ý nghĩa về triết học, đạo đức, thẩm mỹ, cái gốc của người, làm cho người sống hài hòa với thiên nhiên, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa trong từng người, từng dân tộc, đồng thời làm cho cuộc sống vui, tươi hơn, tốt đẹp hơn, hướng con người đi tới trong vị nghiệp, trong thiện mỹ, làng xóm xanh sạch đẹp. Ngày nay sinh vật cảnh không chỉ là khu vui chơi mà còn là một ngành kinh tế trong cơ cấu kinh tế chung của đất nước, của địa phương, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Căn cứ quyết định 1567 ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban tỉnh Bình Định về việc cho phép thành lập hội sinh vật cảnh huyện Phước Long và quyết định 1549 của Ủy ban nhân huyện về việc công nhận ban vận động thành lập hội sinh vật cảnh huyện Phước Long. Văn bản số 394 ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân huyện Phước Long về việc tổ chức triển lãm và đại hội sinh vật cảnh huyện này không. Với ý nghĩa tốt đẹp đó, hôm nay được sự chỉ đạo và hướng dẫn của hội sinh vật cảnh tỉnh, sự hỗ trợ và tạo điều kiện trực tiếp của thường trực huyện ủy, thường trực ủy ban nhân huyện và các ngành có liên quan, hội sinh vật cảnh huyện Hòa Long tiến hành tổ chức lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024, nhiệm kỳ 2029. Về dự đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và chào mừng ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên tỉnh ủy, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Chí Quý, nguyên quyền bí thư tỉnh ủy, nguyên là phó chủ tịch hội sinh vật cảnh Việt Nam, nguyên là chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Định. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh Việt Nam, chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Định và các đồng chí phó chủ tịch, các đồng chí trong ban thường vụ của tỉnh hội cùng mời dự và chỉ đạo đại hội chúng ta đây đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ông Nguyễn, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Việt Hà, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Túc, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân huyện, đồng chí Lê Sĩ Điện, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân huyện, đồng chí Trần Thanh Tư, huyện ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các phòng ban đoàn thể của huyện cũng đã về dự nhiệt liệt đề nghị chúng ta đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng ta trân trọng giới thiệu lãnh đạo tại Giang Kim Sơn cũng đã về dự cùng với các hội sinh vật các huyện thành phố cũng đã về dự và chung vui với đại hội chúng ta đề nghị hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt tại đại hội này chúng ta nhiệt liệt chào mừng 54 đại biểu chính thức của đại hội được bầu từ cơ sở về dự đại hội, đại diện hơn 3 cán bộ viên trong toàn huyện về dự và có những ý kiến đóng góp quyết định trên thành công đại hội, đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, hội sinh vật cảnh Việt Nam đã được nhà nước cho phép thành lập từ năm 1989 và đến nay hơn hoạt động hơn 30 năm và đã có trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Rốt cuộc ta thì ngày 10 tháng 9 năm 1998, Ủy ban nhân huyện đã quyết định số 376 về việc thành lập
ban chấp hành lâm thời hội sinh viên tỉnh huyện Hội An, và từ đó đến nay đã tiến hành năm lần. Chúng ta đã có 12 cơ sở hội xã thị trấn với trên 300 hội viên. Trong thời gian qua, hoạt động của hội sinh viên tỉnh Việt Nam cũng đang có, cũng như tại huyện và các xã nói chung đã đạt được số kết quả nhất định và có ảnh hưởng tích cực đến đời sống dân sinh của các địa phương, làm cho nhận thức của nhiều người dân về khu vui chơi sinh hoạt cảnh thưởng thức nghệ thuật đã thay đổi cả cái cuộc sống tinh thần vật chất của xã hội ngày càng phong phú đa dạng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa đại hội, có được kết quả hoạt động của hội sinh hoạt cảnh trong thời gian qua là nhờ sự hướng dẫn của hội sinh hoạt cảnh tỉnh, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp chính quyền và sự nỗ lực quyết tâm trong hệ thống hội trong kỳ gần địa bàn huyện. Trong đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đạt phương hướng hoạt động của hội ở nhiệm kỳ 2024, nhiệm kỳ 2029, và thông qua điều lệ hội nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của hội sinh hoạt cảnh Việt Nam, của lãnh đạo ủy ban nhân huyện và một số tham luận của các đơn vị cá nhân tham gia. Đồng thời, chúng ta sẽ bầu ra ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh huyện Hội An khóa 1, nhiệm kỳ 2024, nhiệm kỳ 2029. Với những nội dung trên, tôi mong rằng trong đội chúng ta tập trung chính trị cao, tập trung dân chủ, bàn bạc thống nhất và các chỉ tiêu để tìm ra giải pháp đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đạt kết quả tốt. Cuối cùng, thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu hội sinh hoạt cảnh huyện Hội An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng cảm ơn. Xin báo cáo cân nhắc về các lời nghị quyết đại hội đại biểu hội sinh hoạt cảnh huyện Hội An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Sau khi báo cáo như đại hội là thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi vừa rồi thông qua cái điều lệ hội dự thảo điều lệ hội và dự thảo phương hướng hoạt động của hội. Xin mời tất cả các đại biểu chúng ta tham gia để mà các đại biểu chúng ta tiến hành tham gia dự đại hội. Và bây giờ đề nghị các đại biểu thảo luận đi. Đại biểu nào thống nhất thì cho ý kiến thống nhất. Đại biểu nào muốn bổ sung thêm thì chúng ta bổ sung thêm. Bởi vì cái quyết định này là quyết định của đại hội chúng ta. Có đại biểu nào có ý kiến không nhỉ? Nếu đại biểu không có ý kiến thảo luận thì xin đại hội chúng ta trong nhà có tay thống nhất. Tiếp theo chương trình thì xin mời đồng chí Võ Duy Tiến, chủ tịch phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Hội An lên thăm luận với đại hội. Xin mời đồng chí. Kính thưa các anh chị lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, kính thưa đồng chí chủ tịch, kính thưa đại hội, thay mặt đồng phạm nông nghiệp phát triển nông thôn, trước tiên xin kính chúc các chị lãnh đạo, quý vị đại biểu về tham dự đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội sinh vật cảnh huyện Hội An và tác trưng bày triển lãm sinh vật cảnh huyện Hội An diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa các chị lãnh đạo, thưa đại hội, mọi chung không khí phấn khởi, vui mừng chào đón các chủ sự hoạt động chào mừng ngày hội nông sản huyện Hội An lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024. Hôm nay, ban vận động thành lập hội sinh vật cảnh huyện Hội An tổ chức đại hội sinh vật cảnh huyện Hội An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội sinh vật cảnh huyện Hội An là nơi tập hợp đoàn kết các tổ chức và người dân yêu thích văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật về sinh vật cảnh trên địa bàn huyện cùng thực hiện nhiệm vụ đảng, nhà nước đối với việc phát triển sinh vật cảnh, kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, tham gia đào tạo nghề, phổ biến kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật làm kinh tế sinh vật cảnh về cây, con giống, vật tư, công cụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phổ biến kỹ thuật theo quy định của pháp luật, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng văn hóa cảnh quan, sinh thái môi trường và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại đại hội, có
tổ chức trưng bày triển lãm các sinh vật cảnh, nơi hội tụ những tác phẩm sinh vật cảnh đặc sắc có giá trị cao về văn hóa, nghệ thuật và kinh tế, mang tiềm năng phát triển kinh tế cho các nhà vườn. Hội sinh vật cảnh nói riêng và phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung. Và dịp này, các nhà vườn hội sinh vật cảnh và người dân trên toàn địa bàn huyện yêu thích sinh vật cảnh có cơ hội được giao lưu, kết nối, trao đổi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh dịch vụ sinh vật cảnh. Với ý nghĩa hoạt động của hội sinh vật cảnh Hiệp Hòa, hội sẽ cùng với các cấp ngành, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, góp phần mang lại và phát triển đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, thúc đẩy bộ máy kinh tế nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong công tác phối hợp với phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, ủy ban dân các xã, thị trấn và hội sinh vật cảnh cần tiếp tục xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh trồng hoa cây cảnh, khuyến khích các nhà vườn liên kết giao thương và nuôi trồng nhân các loại cây giống hoa có giá trị kinh tế cao. Để phát huy hiệu quả hoạt động của hội nhiệm kỳ 2024-2029, tôi và các thành viên hội sinh vật cảnh Hiệp Hòa đoàn kết thống nhất thực hiện đúng theo điều lệ rồi đã đề ra và thực hiện có hiệu quả những hướng hoạt động. Hội sinh vật cảnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029, hội sinh vật cảnh Hiệp Hòa tăng cường đẩy mạnh các tuyên truyền vận động các tổ chức hội ở địa phương và hội viên chấp hành chính sách pháp luật nhà nước, bám sát chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế sinh vật cảnh, tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội cơ sở ngày càng vững mạnh, phù hợp hiệu quả, xây dựng các mô hình tổ chức hội, đổi mới phương thức hoạt động, phát triển phong trào lành mạnh, toàn diện bền vững, từng bước xây dựng và phát triển kinh tế sinh vật cảnh. Trong thời gian đến, phòng nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với chức năng nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp chặt chẽ hội sinh vật cảnh huyện đề ra các giải pháp, kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển sinh vật cảnh để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hội. Cuối cùng, xin kính chúc các vị lãnh đạo sinh vật cảnh trung ương, hội sinh vật cảnh tỉnh, các hội nhà vườn, các quý vị đại biểu lời chúc mạnh khỏe, chúc hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bài phát biểu tham luận của đồng chí Dương Văn, nông nghiệp phát triển nông thôn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội chúng ta hôm nay, xin thay mặt cho đoàn chủ tịch trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Dương Văn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân phát biểu chỉ đạo của đại hội chúng ta. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thiện, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, nguyên bí thư tỉnh ủy Nam Định, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quý, nguyên bí thư tỉnh ủy Nam Định, nguyên phó chủ tịch hội sinh vật cảnh Việt Nam. Chú cứ ngoài đấy, tí nữa ra cho cháu gặp. Kính thưa đồng chí Đặng Ngọc Thanh, ủy viên ban chấp hành của hội sinh vật cảnh Việt Nam, chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định. Kính thưa đồng chí phó chủ tịch huyện ủy, đồng chí phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Kính thưa đại biểu các cơ quan ban ngành, còn để đại hội trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890 19 tháng 5 2024, chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng Thủ Đô 19 tháng 4 năm 1972 19 tháng 4 năm 2024. Hôm nay, Hội sinh vật cảnh huyện Hòa An tổ chức đại hội lần thứ nhất, đại hội thành lập hội nhiệm kỳ 2024-2029. Thay mặt cho lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Hòa An, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, cùng với xu thế phát triển kinh tế xã hội, thì nhu cầu đời sống tinh thần của người dân ngày một tăng lên. Chính vì vậy mà sinh vật cảnh thật sự là hàng hóa, đã thu hút hàng ngàn người và nhiều người lao động khác có công ăn việc làm, tận dụng đất đai, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp, tăng cường thu nhập cho nhiều hội viên và nhân dân. Phong trào sinh vật cảnh huyện Hòa An cũng có sự phát triển mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân,
địa bàn huyện có nhiều nghệ nhân với nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo được vinh dự tham gia trưng bày, giới thiệu mua bán tại nhiều cuộc triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh và được giới chuyên môn đánh giá cao. Từ chỗ thú chơi giải trí và đam mê đáp ứng nhu cầu về mặt tinh thần, hiện nay nhà vườn nghệ nhân không ngừng tìm tòi sáng tạo đa dạng các sản phẩm cho ra được nhiều tác phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đi kèm với đó là giá trị kinh tế, đồng thời có phần tạo nên những điểm nhấn về cảnh quan xanh sạch đẹp, nhất là khu vực công cộng, các khu công viên. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, do nhiều yếu tố khác nhau, hội sinh vật cảnh Huyện Hòa Âm là được thành lập nhưng chưa hoạt động có quy tụ, việc tập hợp quy tụ các nghệ nhân, các hoạt động giao lưu mua bán và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm còn hạn chế, nhất là công tác quản lý nhà nước và hoạt động của hội du lịch này rõ nét. Kính thưa đồng chủ tịch, thưa đại hội, để thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh của huyện nhà ngày càng phát triển, mang lại nhiều giá trị kinh tế và tinh thần, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định 1567 ngày 6 tháng 5 năm 2024 cho phép thành lập hội sinh vật cảnh Huyện Hòa Âm, và Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Âm đã ban hành quyết định số 1549 ngày 9 tháng 4 năm 2024 công nhận ban hoạt động thành lập hội và thống nhất chủ trương để tổ chức đại hội sinh vật cảnh Huyện Hòa Âm lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Với tư cách là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực hoạt động của hội. Đại hội đã thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2024-2029 tôi cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, để hội sinh vật cảnh huyện nhà ngày càng hoạt động hiệu quả, có chất lượng, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Hòa Âm, tôi đề nghị thứ nhất tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương có liên quan đến hoạt động của hội sinh vật cảnh tuyên truyền về lợi ích và những đóng góp của hội sinh vật cảnh đối với kinh tế xã hội của địa phương. Thứ hai tích cực tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm của các hội viên trong huyện và các tổ chức hội trong và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều triển lãm trưng bày sinh vật cảnh phục vụ nhiều chính trị xã hội tại địa phương, đồng thời từng bước hướng đến hoạt động của hội sinh vật cảnh không ngừng chỉ là thú chơi tao nhã mà trở thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác giảm nghèo. Thứ ba là hội tranh thủ các nguồn lực tích cực hỗ trợ hội viên nghệ nhân xây dựng các mô hình sinh vật cảnh, đồng thời nhân rộng các mô hình các hội viên để đem lại hiệu quả cao, hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, liên kết nâng cao giá trị sinh vật cảnh, góp phần giữ gìn bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của quê hương Hòa Âm. Thứ tư, ngay sau đại hội này là hội khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh quy chế điều lệ hoạt động, đặc biệt xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của hội và của địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả cao nhất. Nhân đây thay mặt lãnh đạo huyện nhà rất mong hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Định trong thời gian đến tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ về mọi mặt cho hội sinh vật cảnh huyện để hoạt động ngày càng phát triển, đồng thời đề nghị các ban ngành, các hội đoàn thể của huyện và các địa phương tích cực ủng hộ hưởng ứng các hoạt động của hội sinh vật cảnh huyện nhà trong thời gian đến. Thưa đại hội, theo chương trình làm việc, đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng đó là địa phương bầu ra ban chấp hành khóa 1 và các nhân sự chủ chốt của hội để lãnh đạo các hội trong nhiệm kỳ đến. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất bầu ra ban chấp hành đảm bảo đúng số lượng, thành phần và cơ cấu các ủy ban nhân dân địa phương thống nhất giới thiệu. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc mừng mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân quyền. Kính thưa đại hội, kính thưa các anh chị đại biểu về dự và tham dự về dự đại hội và trực tiếp chỉ đạo và chung vui cùng với đại hội và người có tâm huyết của hội sinh vật cảnh, thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Điểm, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh Việt Nam tham gia phát biểu chỉ đạo trước đại hội. Xin kính mời. Thank you.
Kính thưa các đồng chí, trên hết cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam xin gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo của thường trực ủy ủy hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận và các đoàn thể phòng ban của huyện, các đại biểu về dự đại hội nay lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí, ngày 13 tháng 5 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành nghị quyết quyết định số 134 cho phép Hội Sinh vật cảnh Việt Nam được thành lập. Và kể từ đó, trên cả nước chúng ta đồng loạt thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Và những người tiền bối đi trước, có lẽ là đồng chí Nguyễn Duy Quý ngồi đây, đồng chí sẽ nắp lòng. À, lúc tôi còn làm ủy ban ấy, thì đồng chí đồng ý làm chủ tịch Hội Sinh vật cảnh của mình. Anh em cũng thấy phong phối hợp rất chặt chẽ. Và qua đó, cái phong trào sinh vật cảnh của tỉnh Bình Định chúng ta cho đến hôm nay, tôi rất vui mừng là phát triển rất tốt, không những về số lượng mà chất lượng nội dung hoạt động của sinh vật cảnh Bình Định được phát triển, và nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng muốn đến Bình Định để học tập. Đó là nhờ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, luôn luôn nắm bắt những cái mới mà chúng ta mới có hôm nay. Tôi nhớ lại những năm 90 đó, khi tôi về làm giám đốc sở nông nghiệp, ngoài vấn đề nông nghiệp tôi rất quan tâm đến cây cảnh. Tôi ra hội học em, không biết tôi vừa nói cái này các đồng chí sau này các đồng chí liên hệ có đúng. Tôi nhớ là đồng chí Võ Văn Nguyễn Dũng, sau khi đồng chí nghỉ bí thư huyện ủy, đồng chí trực tiếp làm chủ tịch sinh hoạt thành huyện đến hai nhiệm kỳ. Và tôi đến thì đồng chí luôn luôn dẫn đi những cái cây cảnh đẹp ở thời điểm đó. Cho nên tôi nhớ lại những cái vùng ở An Thạnh, An Tín gần này, khi tôi đi không được nhiều thì cái phong trào cây cảnh rất là đẹp, nhiều nhà vườn, nhiều nghệ nhân tự tìm tòi, tự học hỏi và xây dựng lên những cái tác phẩm nghệ thuật rất là cao. Hôm nay tôi ngồi đây thì tôi nhìn thấy đây, tôi nói với đồng chí chủ tịch của mình làm sao cái khác nguyên này. Bây giờ tôi nói các đồng chí những cái sao này, bây giờ cái phong trào sinh hoạt cảnh nó không còn như ngày xưa nữa, tức là vui vui chơi thôi. Nhưng bây giờ thật sự như hồi nãy các đồng chí đọc cái bài như vậy đó, thật sự phong trào sinh hoạt cảnh mình đã trở thành một cái ngành kinh tế góp phần thu nhập cho các nghệ nhân, cho các hội viên, cho các gia đình. Thế mà các đồng chí tự liên hệ thì các đồng chí cũng phải. Cho nên tôi mong muốn mình nhân hôm nay đại hội, thực ra tôi nói thậm chí là phong trào hội ân không nói là đại hội lần thứ nhất đâu. Tôi với tâm quý cũng có ngồi bàn đồng chí, vì trước đây chúng ta đã có mấy nhiệm kỳ rồi. Thì trước đây chúng ta làm rất tốt và hiện nay chúng ta làm cũng rất tốt, nhưng chỉ có một điều là cái tổ chức chúng ta rất là quá. Đồng chí, tôi xin lỗi đồng chí thường trực huyện ủy với ủy ban nhân dân huyện, tôi nói như thế, tổ chức rất là bây giờ mình chỉ yếu cái đó. Nếu chúng ta làm tốt qua đại hội Hội Sinh vật cảnh lần này, chúng ta củng cố tổ chức lại, chúng ta phát triển các chi hội với các xã
chúng ta phát triển nhiều hội viên, chúng ta đào tạo lên nhiều nghệ nhân, chúng ta phối hợp với hội sinh hoạt cảnh của tỉnh, chúng ta làm ra cho cái phong trào của huyện Nam này thành một cái phong trào sinh hoạt cảnh phát triển mạnh mẽ đều khắp ở các xã. Có như thế thì một mặt chúng ta giữ hoàn cái văn hóa của cây cảnh, nói sinh hoạt cảnh nhưng mà nhiều hơn các công ty cái nội dung của nó rất là nhiều, cây cảnh rồi chim cảnh, hoa cảnh, cá cảnh, nhiều nội dung. Cho nên chúng ta làm thế nào phát triển đồng bộ, có điều kiện đang làm, có điều kiện chúng ta phát triển. Thưa các đồng chí, vì hôm nay đại hội cho nên cũng không có thời gian nói nhiều với các đồng chí. Tôi cũng vừa ở Hà Nội vừa kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Sinh Hoạt Cảnh của Việt Nam. Lúc còn đương thời thì Bác Hồ cũng rất quan tâm, cho nên năm nay lãnh đạo Hội Sinh Hoạt Cảnh Việt Nam quyết định tổ chức kỷ niệm 35 năm ở tại quê bác. Và để cho mỗi đồng chí trong ban chấp hành của Hội Sinh Hoạt Cảnh Việt Nam được đến viếng quê bác, được thắp nén hương ở đền thờ của Bác tại Nghệ An. Từ sau này các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm, ví dụ như đồng chí Đỗ Mười, đặc biệt là đồng chí Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những hình ảnh của đồng chí Võ Văn Kiệt bây giờ vẫn còn in rất rõ, rất quan tâm đến phong trào sinh hoạt cảnh của Việt Nam, được tuyên truyền tại nơi Bác Võ Văn Kiệt nghỉ, đó là ở Long An. Nếu các anh chị có dịp thì các anh chị đến thấy nhiều vị lãnh đạo của đất nước ta rất quan tâm. Rồi đến đồng chí Phan Văn Khải cũng rất quan tâm, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cũng rất quan tâm. Tức là đồng chí nào lãnh đạo khi nghỉ, đồng chí khi còn đương chức đã quan tâm rồi, nhưng khi về nghỉ đồng chí cũng rất quan tâm đến phong trào sinh hoạt cảnh. Hồi trước đây tôi cùng khoảng mấy tháng tôi có vào thăm các đồng chí lãnh đạo, anh Bà Dũng, Thủ tướng, chúng thăm Bà Triết, nhà các đồng chí đều có cây ở các đồng chí. Đấy, tôi nói các đồng chí mà nhiều cái cây đẹp lắm đấy, chứ không phải các đồng chí cái đó. Cho nên với tinh thần đó, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích, những kết quả về phong trào sinh hoạt cảnh của huyện Quỳ Âm đã đạt được, và xin chúc cho huyện Quỳ Âm tiếp tục phát huy cái phong trào này. Xin đề nghị chúng ta chúc mừng. Bây giờ nhiệm vụ đến tôi chỉ xin một cái mấy thôi, các đồng chí có hết được nghị quyết rồi. Trước hết là tôi hưởng ứng và quý vị chủ đồng tình cái điều lệ của các đồng chí soạn thảo, điều lệ hoạt động của Hội Sinh Hoạt Cảnh và nghị quyết mà các đồng chí đã thông qua. Cho phép tôi có ý một kiến thôi, bây giờ nói điều lệ, nói nghị quyết, nói gì nói. Nhưng mà để làm tốt cái sinh hoạt cảnh, cái phong trào sinh hoạt cảnh thì tôi đề nghị là mỗi đồng chí tại đây chúng ta sẽ bầu, nhưng mà trước hết là các đồng chí lựa chọn những đồng chí là phải tâm huyết, các đồng chí phải nhiệt tình, phải có cái sự đam mê về cái cảnh sinh hoạt cảnh lâu các đồng chí thì các đồng chí bỏ. Vì bằng cái hội này là các đồng chí biết rồi, cũng chẳng có cái gì ngoài cái đam mê, đam mê. Cho nên tôi đề nghị đại hội các đồng chí về chuyện đó. Cái ý thứ hai, những đồng chí trong ban thường vụ, trong lãnh đạo của hội, chủ tịch, phó chủ tịch, là các đồng chí phải hết sức khiêm tốn, tranh thủ cho được, tôi nhắc lại, tranh thủ cho được sự ủng hộ của thường trực huyện ủy, của hội đồng nhân dân, của ủy ban nhân dân của huyện, và cái sự giúp đỡ của hội sinh hoạt cảnh của tỉnh và các cái phòng ban, đặc biệt là phòng nông nghiệp. Tôi nói các đồng chí luôn luôn cái phòng nông nghiệp là quan trọng lắm, vì chúng ta biết vào đây
để chúng ta xây dựng cái phong trào, cái cảnh gắn với cái việc xây dựng phong trào nông thôn mới nó phù hợp. Bây giờ làm sao ở dưới từng xã, xã nào đã có chi hội rồi thì chúng ta củng cố, chúng ta nâng lên. Xã nào chưa có chi hội thì chúng ta phải xây dựng cho được chi hội, và đặc biệt là làm sao chúng ta phải tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao được cái hiểu biết của hội viên về phát triển cái sinh hoạt này. Cái việc này quan trọng lắm. Tôi nói các anh chị sự giúp đỡ của huyện ủy, của ủy ban, các phòng ban, rồi đào tạo những cái hội viên, rồi thông qua các cái nghệ nhân, các anh chị thông qua các nghệ nhân, các nhà vườn để các anh chị đào tạo. Thì tôi tin rằng là cái phong trào của ông sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn. Một cái thứ hai nữa là phải thi đua, phải tổ chức thi đua và tạo ra cái sân chơi. Bây giờ các ông chỉ làm cái cảnh như thế này nhưng mà không có sân chơi được. Sân chơi ở tại huyện nhà, sân chơi ở từng xã, từng chi hội, kể cả tham gia vào sân chơi của tỉnh. Mình cần thiết tham gia vào sân chơi, những cái độc đáo chúng ta có thể tham gia vào sân chơi của trung ương. Tôi nói các anh chị, vì chúng ta có tham gia vào đó thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái cây cảnh đó. Nó tạo ra bình sức lao động của các nghệ nhân, của các nhà vườn, và chính nó tạo ra cái giá trị đó thì nó mới động viên được hội viên, động viên được nhà vườn là người ta phấn khởi, người ta phát triển. Chứ nếu mà chúng ta mà không có sân chơi không là không gì. Và đặc biệt là chúng ta phải tạo điều kiện để chúng ta trao đổi nguồn ăn, có điều kiện. Tôi thấy đi bây giờ đi đến nhà các đồng chí lãnh đạo, chắc có lẽ là nhà đồng chí nào cũng có một vài cây cảnh, đúng không? Tôi thấy cái đó là cái tốt. Làm sao mỗi gia đình rồi đến từng hội viên ở dưới nông thôn đều phải có. Thì cây cảnh nó hay lắm, các đồng chí, nó sống rất thiên tự nhiên, mình cuộc sống mình gắn với tự nhiên. Tôi cho rằng cái này rất tốt. Mong rằng cái nhiệm vụ đến sau đại hội thứ nhất thì phong trào sinh hoạt cảnh của huyện Hội An sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và cuối cùng xin chúc các đồng chí sức khỏe, xin cảm ơn các đồng chí, chúc cho đại hội thành công tốt đẹp. Xin thay mặt
cho đoàn chủ tịch tôi báo cáo những quy định về tiêu chuẩn về nhân sự của ban chấp hành ban kiểm tra như sau. Thứ nhất về tiêu chuẩn, về trung thành đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ảnh hưởng tích cực đến công cuộc đổi mới của đất nước, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có đạo đức nghề nghiệp, có lối sống trung thực lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác hội, và có phong trào hoạt động trên toàn cảnh, có uy tín, có khả năng tập hợp đoàn kết của hội viên, có khả năng tiếp thu cụ thể hóa chủ trương của đảng, chương trình hành động hoạt động của hội cấp trên và tổ chức chỉ đạo tốt phong trào hội trong lĩnh vực phụ trách, có sức khỏe, có trình độ học vấn nhất định để bảo đảm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhau. Đó là tiêu chuẩn. Về số lượng ấy, thì qua trong ban chỉ đạo, trong ban vận động ấy, đã dự tính ấy, thì về số lượng ban chấp hành ấy, thì dự tính là 27 đồng chí, trong đó là bầu ra ban kiểm tra là 3 đồng chí. Về số lượng ban chấp hành ấy, thì theo điều lệ hội ấy, thì chỉ có đại biểu chính thức được triệu tập tại đại hội thì mới được bầu vào ban chấp hành và ban kiểm tra ở nhiệm kỳ 2021-2029. Thế là số lượng là 27 đồng chí trong ban chấp hành và ban kiểm tra là 3 đồng chí. Thế đề nghị đại hội là qua tiêu chuẩn và số lượng thì đề nghị đại hội chúng ta cho ý kiến. Trước hết chốt về số lượng, đại biểu là thống nhất trong ban chấp hành là 27 đồng chí, thì xin kính mời đồng chí lên cho biết về số lượng trong ban chấp hành 27 đồng chí là thống nhất bằng hình thức giơ tay thì chúng ta giơ tay cho biết đại biểu nào chính thống nhất 27 đồng chí bầu vào ban chấp hành tại đại hội này cho tôi biết. Rồi, cảm ơn các anh chị. Có đại biểu nào không thống nhất không? Không. Thì vậy là chúng ta thống nhất là bầu ban chấp hành 27 và chúng ta kiểm tra là khi mà chúng ta đã chốt rồi thì xin mời đại biểu chính thức chúng ta ứng cử và ban chấp hành. Trước hết là kêu gọi ứng cử đồng chí nào thấy về tiêu chuẩn, có đồng chí nào sẽ thấy mình tham gia vào ban chấp hành xin mời ứng cử, có đồng chí ứng cử thì giơ tay xin ứng cử. Còn nếu như các đồng chí mà không có ứng cử thì không đề cử, xin mời đại biểu chính thức chúng ta đề cử. Có đại biểu này đề cử đại biểu mình vào ban chấp hành không? Giơ tay lên đề cử đi. Không. Nếu như các đồng chí không đề cử, không ứng cử thì thay mặt cho đoàn chủ tịch tôi xin giới thiệu nhân sự ban chấp hành ủy ban kiểm tra khóa 1 mà ban quản động thành lập hội sinh hoạt cảnh được không? Đã chuẩn bị để trình trước đại hội. Đề nghị chúng ta thống nhất là chúng tôi đoàn chủ tịch tham gia. Đại biểu nào thống nhất để giao cho đoàn chủ tịch thông qua nhân sự để đại hội chúng ta biểu quyết tại đại hội này 27 nhân sự và ban chấp hành xin biểu quyết hình thức như vậy. Rồi cảm ơn các đại biểu. Có đại biểu nào không thống nhất không? Không. Để báo cáo về đại hội trong thời gian qua thì ban hoạt động cùng phối hợp với các ngành để chuẩn bị nhân sự tôi xin thay mặt cho đoàn chủ tịch thông qua 27 thành viên dự kiến và ban chấp hành hội. Một là ông Lê Đình Chi, nguyên là ủy viên, nguyên là trưởng phòng tài nguyên môi trường, trưởng ban vận động thành phố. Hai ông Trần Quý Thanh, phó ban vận động thành phố. Ba ông Nguyễn Hữu Ảnh, phó ban vận động thành phố. Bốn ông Nguyễn Quốc Tấn, phó ban vận động thành phố. Năm ông Trần Hữu Lợi, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sáu ông Quỳnh Trung Duy, chủ tịch hội nông dân huyện Hòa. Bảy ông Võ Duy Tiến, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn. 8 ông Võ Văn Tiến, trưởng phòng văn hóa thông tin. 9 ông Ngô Đình Hồng, giám đốc trung tâm văn hóa thể thao địa bàn huyện. 10 ông Nguyễn Thanh Hương, giám đốc trung tâm kỹ thuật nông nghiệp. 11 ông Võ Văn Đức, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 12 ông Bùi Ngọc Quang, chi hội trưởng chi hội địa đất. 13 ông Đỗ Thành Vinh, hội viên hội sinh hoạt cảnh huyện ở tại thị trấn. 14 ông Vương Quốc Chương, hội viên hội sinh hoạt huyện, hội sinh hoạt cảnh huyện câu lạc bộ Chim Cà Mau. 15 ông Nguyễn Minh Hương, hội viên hội sinh hoạt cảnh huyện. 16 ông Võ Thanh Tường, hội viên hội sinh hoạt cảnh huyện Cà Mau.
17, ông Dương Nam, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh xã Hà Đông. 18, ông Nguyễn Thanh Hùng, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh ở xã Mỹ. 19, ông Quỳnh Chí Điện, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh xã An Tiến. 20, ông Hoàng Ngọc Á, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh xã Tạm. 21, ông Đỗ Hữu Văn Hùng, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh xã Lũng. 22, ông Nguyễn Quốc, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh xã Tâm. 23, ông Quỳnh Minh Tá, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh xã Nghĩa. 24, ông Trần Tiến Luận, chi hội trưởng chi hội sinh cảnh xã Thành Đông. 25, ông Nguyễn Văn Mới, chi hội phó chi hội sinh cảnh xã Tích. 26, ông Lê Quốc Thắng, chi hội viên hội sinh cảnh huyện Hòa. 27, ông Đinh Thanh Chiếm, hội viên hội sinh cảnh huyện Hòa và xã Thành Tây. Đó là 27 dự kiến vào danh sách ban chấp hành và 3 thành viên dự kiến vào ủy ban lãnh đạo. Một là ông Nguyễn Hữu Bảnh, hai ông Quỳnh Văn Chi, ba là ông Quyên Lê Văn Thái. Như vậy thì báo cáo với đại hội là tôi vừa thông qua 27 ủy viên ban chấp hành và 3 thành viên đang dự kiến ủy ban chấp hành. Xin mời đại hội có gì tham gia bổ sung thêm bớt về con người cụ thể. Có đại biểu là thêm bớt như thế đó, số lượng 27 chúng ta chốt lượng và ứng cử thì không, đề cử cũng không, thì đoàn chủ tịch thông qua cái nhân sự của ban vận động thông qua đề nghị đại hội chúng ta xem xét có gì ý kiến bổ sung, đồng ý ai không đồng ý ai bổ sung ai. Có đại biểu là có ý kiến. Nếu đại biểu không có đại biểu ý kiến, tôi xin lấy biểu quyết danh sách 27 thành viên của ban chấp hành của người thông qua và 3 thành viên trong ủy ban kiểm tra của người thông qua. Đại biểu nào thống nhất danh sách 27 thành viên trong ban chấp hành và 3 thành viên trong ủy ban trong ban kiểm tra mà của người thông qua cho biểu quyết thì hình thức giờ đây. Cảm ơn anh. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có nhắc không? Không có. Như vậy đại hội chúng ta đã thống nhất 27 đồng chí chúng vừa đã nêu vào chúng ta chấp hành bộ sinh phản Việt Nam. Thế bây giờ trong các đồng chí về chúng ta đại bầu, nãy là chúng ta thống nhất danh sách, bây giờ chúng ta bầu. Đại biểu nào thống nhất 27 đồng chí tôi vừa thông qua bầu và ban chấp hành bộ sinh phản Việt Nam có một nhiệm kỳ 24 đồng chí cho biểu quyết được như đây. Anh nhiều tỷ đó rồi, xong chân cào. Và 3 đồng chí mà tôi vừa thông qua để vào ban kiểm tra cho tất cả biểu quyết ở đây. Xin cảm ơn các anh chị. Như vậy thì đại hội chúng ta đã bầu ra 27 đồng chí trong ban chấp hành và 3 đồng chí trong ủy ban kiểm tra. Cũng xin phép đại hội là chúng ta bầu thường vụ với bầu chủ tịch và phó chủ tịch tại đại hội luôn. Khỏi nó còn một chuyên mục thứ nhất ngay thì không bầu luôn đại đại hội. Nếu đại cử thống nhất chúng ta bầu luôn tại đây thì cho biết đồng chí nào thống nhất bầu ban thường vụ, bầu chủ tịch, bầu các phó chủ tịch tại đại hội thì cho biết đại hội chúng ta thống nhất bầu trực tiếp tại đại hội. Bây giờ báo cáo đồng chí là chúng ta đã có 27 ban chấp hành rồi và ba đồng chí là ủy ban kiểm tra. À, ban kiểm tra. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đó là bầu ban thường vụ. Ban thường vụ thì báo cáo các đồng chí là từ trong ban chấp hành ra. Thế bây giờ là các đồng chí trong ban chấp hành á, có đồng chí nào thống nhất không? Thống nhất thì ứng cử, tự ứng cử vô ban thường vụ không? Cho biểu quyết. Hay là cho ý kiến. Có đại biểu là ứng cử và ban thường vụ đang 27 đồng chí ra ban chấp hành không? Không có. Có ai đề cử không? Không có. Nếu như các đồng chí không có
nếu chịu trong 27 đồng chí này mà là ban chấp hành là ban thường vụ thì dự kiến là ban thường vụ là 11 đồng chí. Thì thay mặt cho đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo kết quả mà ban vận động đã giới thiệu vào 11 đồng chí cụ thể như sau. Thành viên ban thường vụ gồm có 1 là ông Lê Đình Chiên, 2 ông Trần Duy Thanh, 3 ông Nguyễn Hữu Ảnh, 4 ông Trần Quốc Tấn, 5 ông Trần Hữu Lợi, 6 ông Huỳnh Văn Chi, 7 ông Võ Duy Tiến, 8 ông Võ Văn Tiến, 9 ông Ngô Trần Hùng, 10 ông Nguyễn Thanh Cương và 11 ông Võ Duy Đức. Đó là 11 thành viên trong ban thường vụ. Đại biểu nào thấp nhất 11 đồng chí được thông qua và ban thường vụ thì chúng ta biểu quyết về những cái như đây. Đại biểu nào thấp nhất danh sách từ người thông qua cho biểu quyết. Đức không nhắc. Đức không nhắc mình. Đức là giới thiệu anh Hoàng, khoái đốc là đồng tượng. Cô là người giói vậy đó. Là tưởng lắm mà vô có bóp nhạc vậy đó. Rồi. Đó là 11 đồng chí là vào ban thường vụ. Thế bây giờ là chúng ta bầu trưởng ban kiểm tra. Trong ban kiểm tra là có 3 đồng chí. Thì tôi dự kiến đồng chủ tịch dự kiến 3 đồng chí trong ban kiểm tra. Là có 1 trưởng ban, 1 phó ban và 1 ủy viên. Thế ban kiểm tra 3 đồng chí thì dự kiến là đồng chí Nguyễn Hữu Ảnh, phó ban vận động thành lập hội sinh hoạt đảng Việt Nam. 2 là Bình Cái Duy, chủ tịch hội nông dân là phó ban. Thứ 3 là Lê Quốc Tế là hội viên. Đại biểu là thống nhất trưởng ban là Nguyễn Hữu Ảnh, phó ban kiểm tra là Bình Cái Duy, chủ tịch hội nông dân và ủy viên là anh Lê Quốc Tế. Biểu quyết về cái như thế. Đại biểu là thống nhất 3 người như đó. Trong 7 đồng chí này, cảm ơn lãnh đạo của các phòng ban, ủy ban nhân huyện, lãnh đạo K18, lãnh đạo các hội sinh hoạt đảng của các huyện thành phố và cảm ơn các tổ chức, cá nhân, các nhà vườn trong và ngoài huyện đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, gửi lời hoa chúc mừng đại hội, góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội hội sinh hoạt đảng huyện Hòa Long khóa 1 nhiệm kỳ 2021 nhiệm kỳ 2029. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống và xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời đại biểu chúng ta đứng lên và chào cờ bế mạc. Xin mời các đồng chí trong ban chấp hành cùng với lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh chúng ta lên đây để cho mình lưu niệm.